À, trên tay Huy đang là hai tấm vé. À, lần đầu tiên mình đi triển lãm quê quá, đi thẳng vào trong. Hóa ra là phải mua vé. Mic vẫn chạy chưa? À, ok. Ba mình một vé nhá. Kiếm chắc tốt phết đấy chứ. Sau này mình cũng hả? Sau này mình có nhiều đồ quý mình cũng mở triển lãm bán vé ha. Ôi, hồi hộp quá. Mang tiếng mê ô tô thế nhưng mà lần đầu tiên đi triển lãm ô tô luôn. Hình như cái này đang song song ở Hà Nội. Hà Nội với ở Sài Gòn là làm giống nhau. Em không biết chỗ nào to hơn. Có giữ lại vé không em? Phải giữ lại, ok. Wow. Are you ready? Hôm nay mình đi là hơi quê rồi đấy. Triển lãm bắt đầu từ hôm 26 là hôm nay là 3 hôm rồi. Tất cả các kênh về ô tô đã lên lên clip về các loại xe rồi. Ui, rộng quá, bây giờ đi bên nào trước nhỉ? Bên nào trước nhỉ? Chắc mình đi đảo một vòng xung quanh đi. Xong rồi mình sẽ vào từng gian một. Bên này là Honda này, The Power Prime. Sức mạnh của những giấc mơ. City RS này. À, chiếc HRV mới ra mắt. Ở đâu rồi? Camera đâu rồi? Camera man lạc mất MC à? Đông nhỉ? Bày 3 cái HRV lận. Lên đây chơi tí nhỉ? Phong lại hả?